Thưa quý vị, tối 24 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp xác minh làm rõ nguyên nhân việc ông LVD, sinh năm 1983, Phó phòng Nội chính Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tử vong trong thế treo cổ tại tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Được biết, người nhà đã tìm kiếm ông D từ ngày hôm trước do ông đi làm không về, đồng thời cho biết gần đây ông D thường xuyên mất ngủ. Đến 13 giờ 20 phút ngày 24 tháng 12, nhân viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phát hiện ông D tử vong tại nơi làm việc tầng 4. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 12, cũng tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, nhân viên vào phòng làm việc của ông TTH, giám đốc trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc chi cục thủy sản tỉnh Cà Mau để quét dọn, phát hiện ông này tử vong trong phòng. Hình ảnh từ camera an ninh cơ quan ghi lại, lúc 18 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12, ông H và cơ quan cho đến khi phát hiện tử vong. Ngay sau đó, vụ việc được báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường xác minh làm rõ thông tin sự việc. Cơ quan chức năng xác định trên người ông H có 13 vết thương ở vùng bụng và ngực, bên cạnh có bức thư tuyệt mệnh với lời nhắn xin lỗi vợ, con, thân hữu và căn dặn được hỏa thiêu đem tro cốt gửi vào chùa. Thưa quý vị, sáng 25 tháng 12, vàng miếng SJC neo ở mức cao 77 triệu đồng một lượng, trong khi vàng nhẫn lên trên 63 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý, giá vàng nhẫn của các thương hiệu tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 75,7 đến 76,9 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 75,7 đến 77 triệu đồng một lượng. Dù mức độ tăng giá ít hơn, nhưng cùng với xu hướng tăng của vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng lập đỉnh mới. Giá vàng nhẫn tròn trơn của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 61,9 đến 63,05 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn 62,43 đến 63,38 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra. So với mức đỉnh được lập vào đầu tháng ở quanh mức 62,06 đến 63,16 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra, giá vàng nhẫn tròn trơn đã tăng thêm 200.000 đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn của các thương hiệu khác cũng tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới về mức 2.053 đô la Mỹ một ounce, quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 64 triệu đồng một lượng, chưa kể thuế phí. Vẩy nến là bệnh da mạn tính cần điều trị suốt đời. Nếu như tại các thành phố lớn, bệnh nhân dễ dàng thăm khám điều trị, thì ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn nên nhiều người không được thăm khám, điều trị thường xuyên khiến bệnh nặng hơn. Trước bất cập trên, mới đây Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã chính thức đưa vào hoạt động phòng khám chuyên đề bệnh vẩy nến với sự hỗ trợ của Bệnh viện Da liễu Trung ương. Mô hình này được đánh giá sẽ giúp cho y tế tuyến cơ sở phát triển sâu hơn về chuyên môn, đồng thời nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Các bác sĩ cho biết, vẩy nến là bệnh da mạn tính, gây ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn, người bệnh phải điều trị suốt đời. Ở các tỉnh vùng sâu vùng xa, do điều kiện đi lại khó khăn, nhiều bệnh nhân không được thăm khám, điều trị thường xuyên, khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn. Nhận thấy những bất cập đó, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã triển khai kế hoạch hỗ trợ y tế tuyến cơ sở trong việc xây dựng mô hình phòng khám chuyên đề các bệnh về da. Đầu tháng 11 năm 2023, đoàn công tác của Bệnh viện Da liễu Trung ương đã có buổi làm việc với đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, sau đó tiến hành khảo sát vấn đề nhân sự, cơ sở vật chất, đồng thời hướng dẫn một số công việc cần thiết để xây dựng phòng khám. Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức các lớp học bồi dưỡng cơ bản và chuyên sâu về bệnh vẩy nến, cập nhật cơ chế bệnh sinh và điều trị, đồng thời tổ chức cầm tay chỉ việc cho các bác sĩ tuyến cơ sở. Đại diện Bệnh viện Da liễu Trung ương nhận định, việc thành lập phòng khám chuyên môn sâu sẽ giúp cho y tế tuyến cơ sở phát triển sâu hơn về chuyên môn và giúp quản lý bệnh nhân toàn diện hơn. Mô hình này hứa hẹn sẽ mở rộng và phát triển hơn trong tương lai. Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Kế hoạch nhằm thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Theo đó, sẽ có 5 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố, tập trung các sản phẩm dùng nhiều trong dịp Tết. Ban chỉ đạo Trung ương cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và ban hành kế hoạch của tỉnh triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Trong đó kiểm tra liên ngành ở các cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, các địa phương kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội, đặc biệt là các sản phẩm, nhóm sản phẩm
sử dụng nhiều trong dịp Tết và các lễ hội như thịt, các sản phẩm từ thịt, bia rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh kẹo, mứt, rau củ quả, phụ gia thực phẩm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm các vấn đề an toàn thực phẩm, kiểm soát không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu methanol. Ban chỉ đạo yêu cầu công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân cần có những biện pháp bảo mật đối với những thông tin cá nhân quan trọng, đặc biệt là thông tin trên căn cước công dân. Đây là biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lộ mất thông tin cá nhân, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, các đối tượng tạo lập các trang mạng xã hội giả mạo, đăng tải bài viết quảng cáo với nội dung quảng cáo dịch vụ nhận làm nhanh căn cước công dân giả gắn chip phôi chuẩn 2023. Tiếp đó yêu cầu nạn nhân chuyển khoản đặt cọc rồi chiếm đoạt và chặn mọi liên lạc. Ngoài ra còn có trường hợp trả căn cước công dân nhưng không giống quảng cáo, có hình dạng, mẫu mã đơn giản, dễ dàng phân biệt thật giả bằng mắt thường. Tuy nhiên, mục đích chính của các đối tượng là tìm kiếm nạn nhân cung cấp thông tin căn cước công dân thật để áp dụng kỹ thuật như ghép ảnh chân dung, sử dụng công nghệ in, gắn miếng kim loại, làm giả căn cước công dân để đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt khác hoặc thực hiện hành vi chiếm quyền điều khiển và khai thác dữ liệu cá nhân của nạn nhân từ hình thức trên. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Chi Lăng vừa phát hiện bắt giữ hơn 1 tấn pháo nổ tại thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng. Đây là chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép với khối lượng lớn nhất trong năm 2023. Theo đó, qua công tác trinh sát, kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn tại thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, lực lượng công an tiến hành bắt giữ đối tượng Vi Thị Huệ, sinh năm 1985, trú tại Làng Hạ, xã Quan Sơn. Qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô đối tượng này và trong kho có 72 bao tải bọc kín bằng túi ni lông. Bên trong các bọc chứa 767 dàn pháo hoa nổ, loại 36 quả một dàn, tổng trọng lượng hơn 1.100 kg, loại pháo do nước ngoài sản xuất. Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, đây là vụ bắt giữ pháo lậu có số lượng lớn nhất từ đầu năm đến nay do Công an tỉnh phát hiện. Tại cơ quan công an, Vi Thị Huệ khai nhận khoảng đầu năm 2023, đối tượng mua số pháo trên từ nhiều người với nhiều lần khác nhau tại khu vực biên giới và chờ cơ hội cuối năm đem đi tiêu thụ. Thưa quý vị, người dùng Android từ trước đến nay vốn không có khả năng theo dõi tình trạng sức khỏe pin của điện thoại. Nhưng sắp tới, vấn đề có thể thay đổi khi đã có bằng chứng cho thấy Android 15 trong tương lai có thể mang đến tính năng được mong đợi từ lâu này. Tính năng dễ hiển thị phần trăm dung lượng pin tối đa của hiện tại so với khi điện thoại mới mua, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt mức độ chai pin của thiết bị. Mới đây, trang Android Authority và biên tập viên Neil Sadikov của Google News Telegram đã bất ngờ phát hiện một giao diện có tên Battery Health được ẩn bên trong bản cập nhật Android 14 QPR2 Beta 2. Mặc dù chưa đi vào hoạt động, nhưng phân tích mã nguồn cho thấy tính năng này sẽ hiển thị tỷ lệ phần trăm dung lượng pin ước tính so với lúc mới. Nói đơn giản, đây chính là tính năng tương tự Battery Health trên iPhone. Mặc dù việc tính năng này có được triển khai rộng rãi hay không vẫn còn là một ẩn số, Android Authority cho rằng nó có thể xuất hiện trong Android 15, ban đầu có thể sẽ độc quyền cho dòng Pixel. Lợi ích của tính năng này là không thể phủ nhận đối với người dùng điện thoại thông minh, đặc biệt đối với những người dùng đã sử dụng điện thoại của họ trong thời gian dài. Hãy cùng chờ đợi Google cung cấp những thông tin chi tiết hơn về nó trong thời gian tới.